Nước này đã không? Nước này đã nè. Lũ đang lũ xuống luôn. Ba dặn lũ lại lên. Ba lần. Ok. Diễn dữ lắm. Rồi lại gì đi, đeo ga gồ vô coi con. Cái đầu. Đó, đó, càng hay đó qua đúng rồi, vậy đó. Vậy nó mới thay. Nó nó cái cục đó nè, nó là nó muốn nó ngồi nó không thấy cục đó luôn, rảnh thì cái rồi bơi đuôi với ông lũ đi, bơi đuôi với ông lũ lại đi. Gì đâu, gì đi lại đi kìa. Trời ơi trời. Trời ơi, nó liều dữ vậy ta. Sao vậy? Nó nhảy quá. Nó biết bơi mà. Người ta biết bơi mà ba. Là vì mà nhỏ không biết bơi cho nên ba sợ nó không biết bơi. Chỗ nào nó không nhảy. Tự ngô đầu dạng tự lại luôn phải không? Cái chỗ đó sâu lắm, nó sâu lúc đầu luôn. Lũ bơi tới chụp đó. Lũ làm như là anh giải cứu vậy đó. Ông lũ làm như nó không biết bơi. Quay cũng sợ chứ. Tìm đi chứ. Tìm. Mấy con. Trời 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 trời. Không cần luôn. Này vui quá. Đi bơi đi. Đi. Không. Đây bây giờ vậy nè, cũng nè. 1 2 3 về ông lũ lên luôn nha. Đó, đứng lên lưng ông lũ nhảy xuống. Đừng có nhảy, để từ từ nha, để từ từ cho ông lũ nằm xuống không bơi luôn đi chứ. Ok. Nằm xuống sao bơi, ông lũ chơi kiểu gì lạ vậy? Nhìn nằm xuống sao bơi là sao? Lũ chơi dữ vậy. Vậy à. Chị Ni là chị thích, giờ chị thích là ngồi phơi nắng cho đen bớt thôi. Em hả? Is it too tight? Mom, Umly said wear this, mommy. Umly said wear this. Mommy, ông lũ said wear this. I'm gonna tell mommy about this. Oh yeah, hả? Ừ, nó nhiều chuyện dễ sợ thiệt. Trời ơi trời. Cái người lớn nó mới ra bơi em nha, không có người nãy không, không có người không bao giờ đòi bước ra đây bơi. Không có lén phén gì ra đây á, phải có người. À, JD, JD. That's too close. JD à. JD đừng nhảy đây nha, JD. JD. Con từ từ thôi chứ còn không mấy là mẹ đập con á. Thì đó. Biết rồi nhưng mà con nhảy quá gần cái thành mẹ không thích. Như vậy là sai. Xa ra. Đúng rồi, nhảy đây. Cho tự lấy đi chú Long, đủ đi cho tự lấy đi thôi. Hay quá. Đen rồi đó, đen rồi đó. Đen thui luôn. Trời ơi, thấy có thui đen bằng chị Ngọc luôn nè. Tại mình sợ chứ nó bơi ok lắm á. Tại mình sợ thôi. Rồi, giữ chờ, giữ chờ. Đủ đi ra đây, đủ đi ra cho nó bay đi. Rồi, ok.
không lại nó ở. Hay không? Lũ bơi không lại nó luôn. Hay không? Dễ sợ luôn á. Gì sợ? Không có đâu. Gần quá cây rồi. Gần quá sợ nó đụng, nó nhảy xuống nó đụng cái này. Đây hia, quăng đây hia. Quăng dòng lũ nè. Trời ơi, đè quăng cái dòng này đi chơi. Quăng cái dòng này nè. Quăng, quăng kiến. Bởi vì từ khi mà nó qua đây á, khi mà con giỡn với nó, cái chân nó đạp con rất là mạnh nha. Mạnh, tại cái chân nó búng á. Tại cái chân nó búng từ bữa giờ đó. Nó mạnh hơn cái lúc bọn con Michigan nhiều. Búng là sao? Đúng, push. Her legs. Yeah. Vậy này mà chừng nào muốn mà đen đen như chay được nè. Ờ, sen sen giống như chay mới đẹp. Chứ đứng gần chị Ngọc mà chị Ngọc đen quá là Ngọc, chị Ngọc không thích đâu nha. Ừ, thích ai đen tôi, ai tôi, ai trắng tôi. Không có thích ai trắng tôi đâu nha. Nhìn mất cười thiệt chứ, nhìn nó mình mất cười thiệt. Ok, you can go by yourself. Ok. Xem lỗ chút. Mới rồi tú lần kia đó. Cái đầu nó thở. One, two, three. Không có trường bơi đó, nó dạy những cái mà kỹ năng ấy cũng hay. Mà con này nó cũng lẹ nên là nó bơi lẹ đó. Chứ mà còn mà hơn đó là nhà con có cái hồ. Nên là nó bơi nhanh hơn là mấy đứa cái trâu nít khác. Rồi qua đây cái nhờ cả tháng có cái này nữa xong luôn. Tiếp lắm. Đừng có nhảy đó. Không sợ. Không lũ bơi giống bơi chó vậy không lũ. Chơi đây nè, xuống đây nè. Chiều chiều có gì mát mát vậy, ngồi ra con ngon lành đấy cô Dung ha. Ngồi đây mát mát, ngồi đây vui. Chơi vậy đó. Tập thể dục luôn. Thiệt có chứ. Chú. Không biết mệt luôn kìa. Đây bạn Ngọc thì dễ lao chứ chơi. Chơi làm bữa này. Con ai biết sao quá mà. Bắt buộc chứ, nhiều lúc nhìn là biết nó đuối hay không chứ. Chú. Rồi quá xa. Em đi xa quá rồi. Muốn xa mà, muốn như là chỗ tài. Còn bữa nay nữa nước mát ha. Nước mát không? Cũng còn ấm hả? Tại vì bữa nay là nắng á. Nước này cũng ok hả con? Ngủ cái push ta vô hoài. Kỳ ghê thiệt. Kỳ cục. Tập bơi với mẹ. Nói ngửa đi. Thôi con muốn tóc ướt. Tao là rất ai bơi mà muốn tóc ướt. Con làm miếng tạ, con không làm miếng ở đầu. Đã chưa? Nhìn nó bơi không phải vui rồi. Hay thiệt chứ không thể nào tưởng tượng nổi luôn á. Nó bơi bị ngang thì được á, bơi bị dài đó đúng. Hơi bị hụt, hơi bị hệt. Hơi chưa đâu phải năm nữa. Trời ơi, giờ ông năm một lũ. Lâu dữ rứa, một tháng thôi. Tháng rồi hả? Trời ơi trời. Oh my goodness. Trời đất ơi. Oh my god. It's on camera too. Oh my goodness. Đi
Yeah, man. You, JD, JD. Trước khi con muốn nhảy, con phải đứng thật là gần, thật là xa, gần vô cái bench. No, no, closer, closer. Closer, closer. Còn đây nó còn twist nữa, bây giờ nó còn chơi cái twist nữa. Vậy. Con quay vậy. Đứng xích lại. Đứng thích xích lại, đứng cái gì? Chứ gì? Nó đậm á, nó push sông lũ để nó bơi vô đó. I see it. Nhưng mà biết sao mà trước khi con nhảy xuống con phải coi coi chừng của thành cái thành cầu đó nó nguy hiểm lắm. Nó quá gần. Let's swim that way, okay? Không đúng. Không, không, nó bơi vô cái lần này cái đường đó đó mà nó mệt quá nó tấp vô thành này. À, rồi đi tiếp. Đó. Tiếp. Rồi, trời. Quay ghê lắm. Rồi, chay thắng lũ rồi. Wow, I'm over here. Yeah, yeah. Giỏi. Nãy con có lấy tóc của... Ủa sao nó muốn ướt tóc? Yeah, khi mà bơi mà cái tóc mình nó ướt feel khó chịu lắm. Feel like it's hot. Mấy ngửa được chưa? Chưa. Không thích bằng. Không nhạc không lũ. Twist that, twist that. Mới vừa làm cú twist đó phải không? Did you just twist? See, perfect, I saw it. Trời, bây giờ mà về bên Michigan cái đi ra cái sông tắm nữa hà. Ờ, tắm sông nữa. Hả? Không, không, ý là con nói mùa hè đó, thì giờ về là tới tháng 5 rồi. Mà cái sông nó mùa hè lạnh đấy con. Cũng lạnh á, lạnh á chứ không có hồng không đâu, giống vậy đâu. Nhưng mà mình xuống dưới hồ thì mình mát. Chứ còn mà mới xuống là lạnh lắm á. Lạnh chứ tiếc nó tan ra mà không lạnh cho mình. Để về cho con nó bơi dưới sông sao nghe. Xích lại, xích lại. Vậy thẳng ừ. Mấy cái đó nó tự làm chứ con biết đường con kia nó làm đâu. Có một bữa hả nó nhảy nó lộn cùn mèo xuống luôn anh à. Ừ. Ba nó nói ba chỉ nó đó. Trời ơi nhảy miết luôn á trời. Nãy nó ăn hết cái khô đó. Thay táo còn không thay đi. Hết khô. Đừng có chạy con ơi, không có chạy ở đây con. Ờ đúng rồi, để nó bị trơn đó con.